rất là sâu. Nếu bạn nào mà đã ngửi mùi hương mộc hương rồi thì em không cần phải phân tích. Cái hương thơm của nó cực dịu dàng nhẹ nhàng và sâu lắng. Và hương thơm tại sao nó lại có chữ mộc. Đấy đúng như cái tên gọi của nó là hương thơm mộc mạc giản dị. Sâu lắng. Mộc hương, một chữ mộc thôi là cũng nói được lên cái 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 hương thơm của nó rồi. bên nhật nhiều cây này đúng rồi bên nhật hay là trung quốc thì nó cũng có rất là nhiều cây mà cây, cây này đúng như ở mình nhá ở mình có bởi vì nền văn hóa á đông mà cái cây này là cây nó trồng ở khu vực châu á mình rất là Ở khu vực đông nam á mình còn là khu vực châu á mình rất là nhiều nền văn hóa á đông ấy tức là ừ, việt nam mình có trà này việt nam mình có trà bên nhật cũng có trà bên trung quốc cũng có trà nhưng mà trà của việt nam với cả nhật bản với trung quốc thì nó có sự khác nhau bởi vì tại sao có sự khác nhau bởi vì là do điều kiện thứ nhất là khí hậu khác nhau điều kiện um, cái, cái bầu khí quyển của mình nó khác nhau ấy hai cái lơi cái bùng điều kiện thời tiết khác nhau thì nó sẽ ra hai cái cây cái chất cây nó khác nhau nó sẽ ra những cái chất cây khác nhau giống như con người của mình ấy người nhật với cả người người người, người trung mới ra họ trắng hơn người việt nam mình là bởi vì cái xứ họ nó lạnh hơn nên là da của họ cũng trắng hơn nên là cái cây mộc của người trung bên trung quốc nhá cách phân biệt mộc là, là mộc ta với cả mộc tàu là dễ nhất một cách phân biệt dễ nhất đó là nhìn chất da da mộc của Việt Nam mình cả cả cái hàng mà chất mộc da trắng, da có trắng đến đâu ấy thì nó chất da cái da của nó cũng nì 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 nì. Da lì lì mà nó không phải ở trắng tinh, trắng hếu như kiểu mộc mộc của mộc của tàu đâu. Mộc của tàu thì cái da mộc nó mỏng xong là cái da cái chất mộc ấy nó trắng, nó trắng tinh tinh trắng phớ luôn. Đấy là cái mộc đặc điểm nhận dạng dễ nhất của mộc hương ta và mộc hương tàu đấy ạ. Mộc này là mộc ta hoa vàng nhá. Mộc này là mộc ta hoa vàng. À, đấy, mộc ta hoa vàng đấy, bông hoa màu vàng nhạt nhá, màu vàng nhạt. Đấy, bông hoa màu vàng nhạt. Thực ra thì uh, mọi người cứ phân biệt hoa vàng, hoa vàng với hoa trắng đây, em, em quay cho mọi người đây này. Nó thực ra nó là một thôi đấy ạ. Bông hoa này mọi người nhìn thấy nó có phải là màu trắng không? Nó màu trắng luôn. Màu trắng tại sao nó thành màu trắng bông hoa nó mà khi nó tàn, khi nó gần tàn nó nó sẽ biến thành màu trắng như này, còn khi hoa nó mà, mà chớm chớm nó nó chớm chớm là cái lụ thì nó là màu vàng như này. Cùng trên một cái cây đấy ạ. Đấy, nó khi nó chớm ấy, nó màu màu vàng Khi nó mà lở lâu ấy, nó lở lâu ngày Thì nó sẽ chuyển thành màu trắng như thế này Cây này thì là em đang bán là 150k một cây nhá mọi người nhá 150k một cây ạ Đây ạ 150k một cây Shop cho xin giá 10 cây về Thanh Hóa à, Về Thanh Hóa thì là một triệu rưỡi nhá Anh chậu Cảnh Thanh Hóa nhá anh mua hàng thì anh inbox vào Zalo số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em ạ. Mọi người mua hàng thì mọi người inbox vào Zalo cho em nhé Mọi người mua hàng thì inbox vào Zalo số điện thoại của em là 0969 162 214 giúp em. Cây rất là đẹp luôn, em nhận tạm cây sẽ là cao cây từ cao cây từ 90 phân cho đến một men mốt ạ. Nhận tạm cây đó ạ. Và ship từ 10 cây nhá mọi người nhá, ship từ 10 cây. Ship từ 10 cây nhá ai quan tâm thì qua Zalo chị cây chịu được lạnh ở Hà Giang không ạ? Quá là ok luôn. Nếu mà trồng ở Hà Giang thì quá đẹp luôn. Ở Hà Giang thì cũng có rất là nhiều mộc các bạn ấy trồng rất là nhiều mộc nhưng đa số cái mộc mà đưa sang Hà Giang là mộc từ Trung Quốc đổ về. Tại vì các bạn ở Hà Giang, các bạn ở Hà Giang là các bạn ấy giáp chung mà. Các bạn ấy giáp chung. Bên Hà Giang thì cũng khá, các bạn ấy trồng mộc khá là nhiều đấy nhưng mà đa số là mộc tàu nhiều. Nó sẽ không thơm như mộc ta. Các bạn nào mà đang ở Hà Giang mà muốn muốn Uh, muốn nó trồng cái cây này thì các bạn alo cho mình nhé cây này đang hot phải tinh tế biết chơi chồng mình vừa mua ba cây to tổng 20 triệu đúng rồi bạn ơi cái cây này phải um, nói chung là người nào mà đã biết chơi rồi là nghiền luôn ông nào mà đã chơi cây mộc này rồi thì nghiền luôn em nói thật luôn vì khi mà đã biết chơi cây này rồi thì người ta mua một rồi người ta sẽ mua hai mua hai rồi người ta sẽ mua ba chứ người ta không chơi một cây đâu Bởi vì nó thích ý trồng quanh nhà thơm dã man luôn nó thơm mà nó thơm không kiểu thơm hắc như các loài hoa khác các loại thơ hoa khác ngửi một thời gian là thấy chán Còn cây mộc này là càng ngửi nhiều càng thích Càng ngửi nhiều cái cái mùi thơm của hương mộc ấy Nó thơm kiểu dịu dàng, sâu lắng, mộc mạc Nó hương thơm của nó, nó quện lẫn cả cái hương gió lạnh Cái vị lạnh lạnh của gió ấy Nó tạo ra đúng cái kiểu cái chất mùa đông luôn nó chất mùa đông Mà cái nó có hương thơm của nó tạo cảm giác hoài cổ nhá Nó tạo cảm giác hoài cổ kích thích Làm cho mình cảm giác rất là thư giãn luôn nên là những người nào mà đã chơi cây mộc rồi, người ta có một cây mộc rồi thì người ta kiểu gì người ta cũng sẽ mua cây thứ hai nếu nhà người ta có sân là người ta kiểu gì mua cây thứ hai và cây thứ ba chứ ít ông nào mà nhà chỉ mua độc một cây mộc hương lắm em nói thật luôn bạn nào mua thì inbox vào zalo cho mình số điện thoại của mình là 0969162214 nhá bạn nào mua các bạn chủ động cho mình bởi vì uh, trên tiktok này trên tiktok này nó không phải như trên facebook trên facebook và tất cả các video trên facebook là đều có chức năng lưu lại và mọi người có thể vào xem lại được